Dấn đá pháp môn quán âm Dấn Linh thể của con người được hình thành như thế nào? Sư phụ Linh thể của con người là từ Phật tánh đến Từ Thượng Đế đến Từ Đại Lực Lượng Đại Trí Huệ đến Bên trong linh thể của con người có lực lượng của Thượng Đế Còn gọi là lực lượng của Tạo Hóa Lực lượng của Đạo hoặc Đại Trí Huệ Linh thể có chứa đựng lực lượng giống như Thượng Đế Cũng giống như một em bé nó có chứa đựng quyết thống của cha mẹ, nhưng nó biến thành một người khác. Lúc nó trưởng thành, nó có thể thay thế cha mẹ nó, làm việc và trở thành như cha mẹ nó vậy. Vấn thiền tông và tịnh độ tông có gì khác nhau không? Có thể tu hành cùng một lúc hai pháp môn được không? Sư phụ, thiền tông và tịnh độ tông thở ban đầu đều giống nhau. Từ đâu mà có pháp môn tịnh độ? Có một ngày, một vị hoàng hậu trong lúc ngồi thiền nhìn thấy hóa thân của Phật Thích Ca Mâu Ni đưa bà đi lên tịnh độ. Bà nhìn thấy cảnh giới tịnh độ đẹp đẽ mới hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni lúc vãng sanh muốn lên trên ấy ở được không? Phật Thích Ca Mâu Ni nói, được, hôm nay bà đã nhìn thấy cảnh giới này, biết được Phật A Di Đà là ai, ta đã giới thiệu cho bà rồi. Về nhà, mỗi ngày tưởng nhớ đến Ngài, quán tưởng đến cảnh giới của Ngài và các Bồ Tát ở đây. Như vậy, lúc quảng sanh sẽ được lên trên ấy. Đây là thể nghiệm của người ngồi thiền. Phật a di đà lúc còn tại thế, người nào niệm danh hiệu của Ngài liền lập tức được Ngài đưa lên. Nhưng chỉ khi Ngài còn tại thế mới được như vậy. Khi Ngài đã ra đi rồi thì vô ích, cho nên chúng ta niệm danh hiệu Phật a di đà không có được lợi ích gì nhiều. Lúc chết vẫn rất đau khổ, không có Phật Bồ-Tát đến đón trước bởi vì đó không phải là thể nghiệm của chúng ta. Thiền là gì? Đó là trí huệ. Thiền tông vốn tu đại pháp nhãn tạng, cũng là tu pháp môn quán âm. Trong sách bí quyết tức khắc khai ngộ, khai thị một có giảng. Pháp môn nào cũng là pháp môn quán âm, trong sách sư phụ đã giảng rất rõ ràng. Quý vị về nhà nghiên cứu tỉ mỉ thì rõ. Thiền tông và tịnh độ tông ngày xưa vốn như nhau, nhưng trong quá trình tu hành đẳng cấp mỗi người khác nhau thiền ngày hôm nay khác với thiền ngày trước thiền ngày hôm nay thật là thảm vấn người không có đạo đức có phải vì thiếu lòng từ bi không sư phụ phải nhưng không nhất định như vậy có lúc vì hoàn cảnh mà họ phải trở nên như vậy chúng ta nghe nói thời thế tạo anh hùng vì vậy thời thế cũng tạo nên người ác có khi một người không muốn ăn cướp nhưng vì cha mẹ của họ sắp chết đói hoặc họ không có công việc bị người ta sỉ nhục chúng ta biết thời xưa có những tình trạng như vậy không biết bây giờ có còn không vì có người dùng quyền lực của họ áp bức những người khốn cùng không cho họ làm việc nên họ thiếu cơm ăn trong hoàn cảnh đó họ mới đi ăn cắp lúc ăn cắp bị người khác phát hiện có khi họ bị đẩy vào tình trạng khẩn trương đến nỗi phải giết người bắt đầu từ đó người này càng ngày ăn cắp càng nhiều càng lúc càng nghiêm trọng cho nên không nhất định người lâm vào hoàn cảnh ấy thiếu lòng từ bi ít nhất họ vẫn còn tấm lòng từ bi đối với chính mình và đối với cha mẹ chồng vợ con cái của họ bởi vì người này làm như vậy vì muốn nuôi dưỡng người thân trong gia đình của mình cho nên sư phụ không thấy ai thiếu lòng từ bi thiếu lòng từ bi là dùng quyền lực để áp bức người khác cho đến khi người ta không còn nơi để nương tựa, không còn đường để đi, hiểu không? Chúng ta cần phải coi từng hoàn cảnh, bối cảnh mới có thể phán đoán một người có lòng từ bi hay không. Dấn, con người trong giây khắc tử vong làm thế nào để duy trì sự bình lặng của tâm linh? Sư phụ, những người tu pháp môn quán âm với sư phụ không nên lo lắng, lúc chết sư phụ sẽ săn sóc. Những đệ tử của sư phụ khi chết được biết trước, Lúc họ ngồi thiền, sư phụ sẽ đến thông báo ba ngày, ba tuần, hoặc ba tháng sau sẽ chết. Bây giờ bắt đầu chuẩn bị. Lúc giảng sanh, sư phụ sẽ đến đón. Không có gì phải lo cả. Còn những người không tu Pháp Môn Quán Âm, tốt nhất là phải săn sóc chính mình. Sư phụ không thể nào làm hơn được. Vấn. Trong giây phút giảng sanh, linh hồn rời khỏi thân thể như thế nào? Sư phụ rất đơn giản Thời gian đến rồi là phải đi Không đi không được Cũng giống như chúng ta mướn một căn phòng vậy Mỗi tháng chúng ta phải trả tiền Thời gian đến rồi Người chủ của căn phòng muốn thu căn phòng trở lại Chúng ta không đi không được Họ sẽ đuổi chúng ta đi Giữa linh thể và thân thể của chúng ta Có đường dây liên kết Lúc chết sợi dây ấy bị đứt đoạn Từ đó không còn câu thông nữa Lúc vãng sanh có người đi từ mắt ra có người đi từ miệng ra, có người đi từ những lỗ trống khác ra. Trong thân thể của chúng ta có rất nhiều trung tâm, đạo gia gọi là huyệt đạo. Từ nơi này linh hồn có thể ra đi. Sau khi ra đi chúng ta sẽ bị luân hồi sanh tử, rất có thể làm người, làm động vật, làm ngạ quỷ, làm súc sanh, nhân dân. Nhưng có những trung tâm mà linh hồn chúng ta đi ra sẽ vĩnh viễn không trở lại. Chúng ta có thể thành thiên nhân, thành Bồ Tát, thành Phật. Sư phụ dạy quý vị pháp môn quán âm là chỉ cho quý vị lúc giảng sanh nên đi ra từ nơi nào tốt hơn, nơi nào là nơi cao nhất. Từ xưa đến nay, những điều này thuộc về mặt pháp bởi vì có rất nhiều chúng sinh không thật sự muốn liệu thoát sanh tử. Cho nên các đại sư phụ cũng không dễ dàng tùy tiện dạy cho họ. Vẫn. Trong giây phút nhập định, tri giác của một người đi về đâu? Lúc xác định tri giác, từ đâu hồi phục sư phụ điều này phải coi người ấy tu hành đến đẳng cấp nào nếu như tu hành rất bình thường họ sẽ đi ra từ đơn điền hoặc từ một nơi nào đó trong cơ thể lúc hồi phục cũng từ nơi đó trở lại còn những người tu hành cao là những người đi ra từ những nơi cao đẳng sau đó cũng từ những nơi cao đẳng ấy trở về cũng giống như chúng ta mở cửa ra vào vậy Vấn chữ một trong một đời giải thoát giải thích như thế nào? Sư phụ, vừa rồi sư phụ giảng kinh có nói một đời giải thoát là chúng ta tìm được minh sư, có được pháp môn tốt, mỗi ngày luyện tập. Như vậy mỗi ngày chúng ta có thể đi đến nơi cửa Phật để vào chơi. Lúc chết có thể đi đến nơi cửa Phật để ở, vĩnh viễn không phải trở lại thế giới ta bà đau khổ này. Đó là một đời giải thoát. Còn những người khác sau khi chết cần phải trở lại thế giới ta bà để ở, không biết lưu lại bao nhiêu lâu. Đó là những người không được giải thoát. Còn những người một đời giải thoát, đối với họ mà nói, đời này là một đời cuối cùng. Ví dụ, người này còn sống 30 năm nữa. Khi 30 năm qua đi, người này vĩnh viễn không phải trở lại thế giới này nữa. Có nghĩa là người ấy trở thành Phật, thành Bồ Tát. Cho nên, một đời giải thoát chỉ đây là đời cuối cùng của một người sống tại thế giới ta bà này. Nhấn, nếu tu pháp môn tịnh độ mỗi ngày niệm Phật nhưng không giữ ngũ giới, niệm đến nhất tâm bất loạn, có thể vãng sanh không? Sư phụ, nói chuyện giỡn, thọ ngũ giới không thể vãng sanh, niệm Phật cũng không thể vãng sanh. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta nhắc tâm rất loạn, không phải nhắc tâm bất loạn. Tại sao phải thọ giới? Bởi vì những người thọ giới không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm, không uống rượu, tâm trí đơn thuần trong sạch, nhưng không thể một đời giải thoát vì vẫn không thể nhất tâm bất loạn. Huống chi không có thọ giới luật. Hiểu ý của sư phụ không? Đừng có nghĩ rằng niệm Phật là mọi thứ đều được tiêu trừ. Vừa rồi sư phụ có giảng qua, kinh điển của tịnh độ là do những người tu hành viết ra Thể nghiệm của họ không phải để cho chúng ta coi. Thể nghiệm vốn không thể nói cho người khác. Kinh điển lưu lại làm cho mọi người bối rối. Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, không có bảo ai viết lại thứ gì. Chính Ngài cũng không viết ra một tập kinh điển nào. Kinh điển lưu truyền đến ngày nay là sau khi Ngài nhập Niết Bàn hai ba trăm năm, các đệ tử họp lại viết ra. Viết gì vậy? Viết lại những thể nghiệm của những người tu hành để mọi người cùng tham khảo. Những người theo tu hành với sư phụ cũng viết ra những thể nghiệm của chính họ. Trong số đồ đệ của sư phụ, có nhiều người có thể viết ra nhiều bộ kinh tịnh độ vì chính họ đã đi lên tịnh độ coi. Biết được Phật a di đà là một người như thế nào? Họ đã thấy Phật a di đà cùng câu thông với Phật a di đà Và Phật a di đà cũng đã đáp ứng họ. Lúc vãng sanh, nếu niệm danh hiệu của Ngài có thể lên ở trên ấy. Và nhất nếu chúng ta không nhìn thấy gì cả, chỉ dùng miệng niệm, cũng như niệm hóa đơn của bánh vậy. Vô ích thôi. Vẫn, xuất gia và tại gia tu pháp môn quán âm có gì khác nhau không? Sư phụ, không có gì khác nhau. Nhưng những người xuất gia tương đối ít bận rộn hơn. Mỗi ngày họ cùng với sư phụ cho nên được tiếp nhận sự dạy dỗ nghiêm khắc hơn và thân khẩu ý của họ trong sạch hơn. Đối với họ, muốn được kiên tâm hoàn pháp, xuất gia tương đối thuận tiện hơn, bởi vì không còn một trách nhiệm nào nữa, cũng không còn bị ràng buộc. Cuộc sống của họ cũng rất đơn giản, muốn đi đâu thì đi, chỉ cần mang ba bộ đồ và một cái túi ngủ là đủ rồi. Bất luận đi đâu cũng không phàn nàn điều gì không cần phải mang theo nước lạnh nước nóng không cần phải bỏ thứ này thứ nọ cũng không bị vợ chồng con cái ràng buộc với nhau không bị những hoàn cảnh nhớ nhung thương tiếc cho nên những người xuất gia tương đối thảnh thời giả sử họ đã thành đạo muốn đi hoàng pháp cuộc đời xuất gia cũng tương đối thuận tiện hơn chỉ vậy thôi ngoài ra xuất gia và tại gia đều có thể tu hành cũng sẽ được thành tựu như nhau Vẫn người tin tưởng những tôn giáo khác nếu tu hành theo pháp môn quán âm có thể giải thoát không sư phụ tại sao không thể giải thoát đương nhiên có thể tôn giáo của quý vị cũng dạy người không nên sát sanh không trộm cắp không nói dối không uống rượu dạy người cần phải bố thí cần phải giúp đỡ chúng sanh bất cứ tôn giáo nào cũng đề cập đến pháp môn quán âm chỉ vì chúng ta không hiểu cho nên nghĩ rằng không giống nhau một bên tin tưởng tôn giáo khác, một bên tu pháp môn quán âm, không có gì làm chướng ngại mình cả, chỉ giúp đỡ thêm vào thôi. Quý vị tu pháp môn quán âm rồi sẽ hiểu Giêsu Kitô là ai, rồi sẽ gặp được ngài đàm luận. Rất có thể khi lên trên ấy gặp lão tử, đến lúc ấy mới càng tin tưởng lão tử hơn. Về nhà đọc đạo đức kinh mới hiểu nhiều hơn. Các ngài đều là đại pháp sư, đại minh sư không có lòng ganh tị, các ngài sẽ không nói quý vị tin tưởng lão tử không tin tưởng ta quý vị lên trên ấy ta sẽ đuổi xuống dù cho quý vị là ai họ cũng đều tiếp nhận họ cũng đồng một thể với quý vị sư phụ đã giảng qua rồi quý vị không cần phải thay đổi tín ngưỡng tôn giáo cũng không cần phải đến quy y với sư phụ hoặc là một điều gì chỉ cần quý vị tin tưởng pháp môn của sư phụ mỗi ngày theo sự chỉ thị của sư phụ Tu hành nhiều rồi tự nhiên hiểu tôn giáo của quý vị rất hay và quý vị cũng sẽ hiểu rằng tôn giáo nào cũng rất hay. Hiểu không? Dẫn, lúc ngồi thiền cảm thấy phía bên trái và bên phải của thân thể mở rộng ra, nhiệt độ của thân thể cao, hô hấp rất nhẹ nhàng. Tình trạng như vậy có đúng không? Sư phụ, như vậy không phải không đúng nhưng chẳng có ích lợi gì chẳng qua biểu lộ rằng tâm vẫn chưa định người mới tu học mới có tình trạng như vậy những người tu pháp môn quán âm rất ít người kích động như vậy họ rất thanh tịnh ngồi thiền một hồi thì không động nữa không còn nghe thấy âm thanh chung quanh và thân khẩu ý của họ rất thanh tịnh chúng ta tu hành vì muốn được thanh tịnh không muốn kích động ngoại trừ một người nào đó đã bị ma chướng mới trở nên như vậy nhưng sau khi tu pháp môn quán âm sẽ tự nhiên thay đổi tốt vấn có một câu nói không nên rời xa đạo một giây khắc rời xa nó thì không phải là đạo xin hỏi câu này làm sao giải thích sư phụ không cần phải giải thích bởi vì đạo bất khả đạo quý vị chỉ thích biện luận mà thôi chưa có đắc đạo mới cần lời giải thích đắc đạo rồi không còn gì để nói đạo mỗi ngày đều có ở chỗ này, ở chỗ kia, mọi người đều có, như vậy còn muốn sư phụ nói gì không? Vấn, tụng kinh tụng chú có ích lợi gì không? Phật Bồ Tát có đến giúp đỡ không? Sư phụ, nếu quý vị tụng kinh tụng chú có sự bảo trợ của Phật Bồ Tát thì hôm nay quý vị không cần phải hỏi câu này, bởi vì không có nên mới hỏi. Nếu tụng kinh tụng chú có ích lợi là chỉ lúc phật tại thế giảng kinh giả sử có một vị phật tại thế bất luận ngài giảng kinh gì quý vị về nhà tụng kinh của ngài đương nhiên có sự bảo trợ của phật bồ tát nếu như hóa thân của ngài đến dạy quý vị niệm chú quý vị niệm mới có ích nhưng hóa thân của phật mỗi lần đều dạy những chú khác nhau sư phụ tuy chỉ dạy một pháp môn mà thôi nhưng sư phụ cũng dạy rất nhiều pháp môn khác bởi vì thế giới này sư phụ chỉ dạy một pháp môn nhưng thế giới bên trong lúc quý vị ngồi thiền nhìn thấy hóa thân của sư phụ sư phụ sẽ dạy cho quý vị rất nhiều pháp môn và chú tự giả sử hôm nay quý vị gặp phải một vấn đề nào đó sư phụ bên trong sẽ giải tỏa cho quý vị vấn đề đó đó là hóa thân của sư phụ thuộc về thế giới bên trong ở bên ngoài không thể dạy nhiều như vậy cũng như không thể tiết lộ nhiều bí mật của thiên quốc bên trong mới thật sự là thế giới của chúng ta Bên trong là gì? Đó là những cảnh giới trong lúc chúng ta ngồi thiền, linh hồn của chúng ta gặp phải, không phải cái thân xác này, hiểu không? Bên trong cũng không phải là bên trong, cũng không thể gọi là bên ngoài. Nói bên trong là vì muốn phân biệt giữa thế giới vật chất và thế giới tâm linh. Thế giới tâm linh đó có thể gọi là thế giới vô hình. Ở thế giới bên trong sư phụ sẽ dạy rất nhiều việc, còn bên ngoài không thể dạy được nhiều bởi vì thiên cơ bất khả lộ. Ở bên trong sư phụ có thể dạy rất nhiều chú ngữ, chúng ta niệm những lời ấy đương nhiên có ích lợi và mới thật lực Phật Bồ Tát bảo hộ. Ví dụ hôm nay quý vị gặp một vấn đề nào đó, nếu như quý vị tu hành tương đối cao, có thể nhìn thấy hóa thân của sư phụ, có thể hỏi ngài rằng: "Sư phụ, hôm nay con gặp phải vấn đề này, tuy con đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể lo liệu xong." Hóa thân của sư phụ sẽ nói: "Được anh chỉ cần niệm lời chú này là được rồi quả nhiên quý vị vừa niệm lên liền có hiệu quả nhưng nếu ngày mai quý vị lại niệm cái chú này thì nó sẽ không còn hiệu nghiệm nữa bởi vì ngày mai ngày mốt quý vị lại có vấn đề khác đến lúc ấy hóa thân của sư phụ lại dạy quý vị những điều khác hiểu không chúng ta đều biết trong kinh điển phật giáo có rất nhiều chú từ khác nhau vì mỗi một người mỗi ngày có vấn đề khác nhau. Hóa thân của Phật sẽ dạy cho họ những chú từ khác nhau. Nhưng những người đời sau không hiểu, nhìn thấy thể nghiệm của người khác liền theo đó mà đọc. Cũng như đọc tên bánh ngọt vậy. Bây giờ quý vị đã hiểu ý chưa? Master Thanh Hải vô thường sư khai thị vào ngày 23 tháng 4 năm 1988 tại Đài Nam Formosa.